Cô xin chào tất cả các em. Rất vui khi được gặp lại các em trong video lần này. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một bài đầu tiên trong chương trình hóa lớp 10, đó là bài thành phần nguyên tử. Thì sách giáo khoa đã hướng dẫn rất là chi tiết và rõ ràng về cái phần lịch sử tìm ra các loại hạt đó các em, các hạt của nguyên tử. Thì phần đó cô sẽ không nói lại ha, mà cô sẽ rút gọn lại một số lý thuyết trong bài này, và tiếp theo sẽ là những bài tập vận dụng dành cho các em nha. Rồi, trước tiên học bài nguyên tử thì các em phải biết là thành phần nguyên tử gồm có những gì. Thì thành phần nguyên tử bao gồm hai loại. Thứ nhất đó là vỏ nguyên tử nằm ở ngoài nguyên tử đó các em, và ở trong chính là hạt nhân nguyên tử ha. Vậy trong vỏ nguyên tử thì chứa cái gì? Trong vỏ nguyên tử thì chứa hạt electron. Trong vỏ nguyên tử chứa hạt electron. Hạt nhân nguyên tử sẽ bao gồm hai loại hạt là proton và neutron. Về điện tích, hạt electron ký hiệu là chữ E các em. Hạt electron ký hiệu chữ E và mang điện tích âm. Proton ký hiệu là chữ B và mang điện tích dương. Neutron ký hiệu là chữ N và không mang điện tích ha, và không mang điện tích, các em lưu ý ha. Được chưa các em? Rồi tiếp tục về khối lượng. Khối lượng của nguyên tử thì ở trong sách giáo khoa trang số 8 đã hướng dẫn chi tiết đầy đủ, thì cô không nói lại ha. Còn về kích thước của nguyên tử. Về kích thước của nguyên tử thì ở trang số 7 ha. Người ta có hướng dẫn về kích thước nguyên tử, nhưng cô thấy trong phần này có nhiều bạn đọc, những bạn đó sẽ không hiểu. Thì bây giờ cô ghi ra cho các em đường kính của nguyên tử ha. Cô ghi tắt là DNT. D là đường kính, NT là nguyên tử. Đường kính nguyên tử sẽ bằng 10 mũ trừ 10 mét. Đường kính nguyên tử sẽ bằng 10 mũ trừ 10 mét. Tiếp theo là đường kính của hạt nhân. Đường kính hạt nhân ha. Đường kính của hạt nhân thì nhỏ hơn, rơi vào tầm 10 mũ trừ 14 mét. Tiếp theo đó là về phần khối lượng. Thì mình có một đơn vị khối lượng nguyên tử, ký hiệu là 1 U các em. 1 U ha. Nó sẽ bằng 1 DVC. 1 DVC và bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Rồi được chưa? Ngoài ra thì như các em đã biết, nguyên tử bao gồm vỏ nguyên tử là chứa hạt electron ký hiệu là E mang điện tích âm. Hạt nhân nguyên tử bao gồm proton và neutron. Proton là ký hiệu chữ B mang điện tích dương, và neutron là chữ N không mang điện. Vậy khi người ta hỏi là tổng số hạt, cô ghi là S ha, S hạt. Tổng số hạt của nguyên tử thì bao gồm những hạt nào các em? Tổng số hạt của nguyên tử sẽ bao gồm hạt electron, hạt proton và hạt neutron. Được chưa? Tổng số hạt nghĩa là trong nguyên tử có 3 loại hạt thì mình cộng lại. Trong đó do là nó nguyên tử đó các em, trong nguyên tử nó trung hòa về điện. Nguyên tử khi mà trung hòa về điện thì các em nhìn nè, âm nó trung hòa với dương. Vậy N bằng 0 này coi như bỏ. Vậy thì B sẽ bằng E ha. Khi ta có B bằng E, rồi thì ngay chữ E này mình có thể thế vô là chữ B. Vậy tổng số hạt có thể ghi là 2B cộng N. Được chưa? Tiếp tục, nếu người ta nói hạt mang điện, những hạt mang điện đó, thì các em nhìn xem hạt mang điện là hạt nào. Thì chỉ có là electron mang điện tích âm nè, proton mang điện tích dương. Vậy hạt mang điện là hạt electron và hạt proton, mà hai cái hạt này bằng nhau nên mình có thể nói hạt mang điện là 2B. Được chưa các em? Còn hạt không mang điện, thì chính là hạt gì đây các em? Thì chính là hạt neutron ha. Hạt không mang điện thì chính là hạt neutron. Được chưa? Vậy nếu người ta hỏi các em là hạt nhân
hạt nhân. Thì các em phải biết trong hạt nhân này bao gồm hai cái là hạt proton và hạt neutron. Tiếp theo cô chỉ cho các em một công thức để có thể là giải bài toán tổng số hạt. Đây là công thức về tổng số hạt. Thì B này là hạt proton, nó sẽ lớn hơn bằng tổng số hạt chia 3,5 và bé hơn bằng tổng số hạt chia 3. Rồi ha. Vậy phần lý thuyết cô đã tóm tắt thật là rõ ràng, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đi vào từng bài tập. Ở đây cô có bài số 1. Tổng số hạt của một nguyên tử là 40. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Hãy tìm số proton, neutron và số electron. Ha. Vậy đề bài cho tổng số hạt là 40. Thì tổng số hạt như hồi nãy cô đã nói rồi, tổng số hạt là gì các em? Là proton cộng electron và cộng neutron bằng 40. Ha. Tại vì tổng số hạt sẽ bao gồm hạt proton, electron và neutron, tổng 3 hạt này cộng lại là 40. Tiếp tục, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện. Vậy số hạt mang điện chính là gì? Hồi nãy cô đã nói số hạt mang điện là proton và electron. Nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Nhiều hơn số hạt không mang điện thì các em trừ số hạt không mang điện ra sẽ là 12. Rồi, mình có cái hệ phương trình như vậy ha. Tiếp tục, hạt proton và hạt electron bằng nhau thì các em chỉ còn là 2B cộng N bằng 40 và 2B trừ N bằng 12. Bấm máy giải hệ phương trình thì các em sẽ có số proton và số neutron. Sau khi bấm máy thì cô có số proton là bằng 14 và số neutron là bằng 13. Proton bằng 13 và số neutron là bằng 14 ha. Vậy số proton sẽ bằng thêm số electron ha. Vậy proton bằng electron và bằng 13, số neutron bằng 4. Được chưa các em? Tiếp tục bài số 2. Bài số 2, tổng số hạt của một nguyên tử là 13, tìm số proton, neutron và electron. Vậy các em hãy so sánh hai bài này giúp cô nè. Bài thứ nhất, ngoài tổng số hạt người ta còn cho dữ kiện về số hạt mang điện và số hạt không mang điện. Được chưa? Còn bài thứ hai, người ta chỉ cho tổng số hạt thôi và không cho gì hết. Đối với bài này thì các em phải áp dụng cái công thức mà hồi nãy cô hướng dẫn mình á. Rồi, bé hơn tổng số hạt chia cho 3. Vậy các em sẽ thế vào proton lớn hơn hoặc bằng tổng số hạt ở đây là 13 chia cho 3,5. Bé hơn hoặc bằng 13 chia 3 ha. Thì sau khi tính ra mình sẽ được B rơi vào 13 mà chia cho 3,5 thì tầm khoảng 3,7, và 13 chia 3 thì tầm khoảng 4,3. Vậy mình sẽ tìm B, suy ra B bằng, thì các em nhìn nè, B này nằm ở khoảng từ 3,7 đến 4,3. Trong đây các em hãy tìm một con số nguyên, thì số proton là số nguyên, và số nguyên mà lớn hơn 3,7, bé hơn 4,3 thì là số 4. Vậy proton bằng electron là bằng 4. Vậy neutron bằng bao nhiêu các em? Tổng số hạt là 13 mà số proton bằng 4 và số electron bằng 4, vậy số neutron sẽ là 5. Để các em cộng lại ra 13, 4 cộng 4 cộng 5 sẽ bằng 13. Rồi, được chưa các em? Thì sau khi cô đã giải hai bài tổng số hạt thì cô muốn hướng dẫn các em thêm một bài trong sách giáo khoa về cái kích thước của cái nguyên tử ha. Rồi cô sẽ hướng dẫn các em bài số 5 ha. Bài số 5 trang 9 sách giáo khoa. Rồi bài số 5 có nội dung là nguyên tử kẽm có bán kính nè. Người ta cho các em bán kính là 1,35 x 10 mũ trừ 1 nanomet và có khối lượng nguyên tử là 65 U. Phải tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Khối lượng riêng, ký hiệu là chữ D các em,
Mà theo như các em đã biết rồi, công thức của D là gì? D thì bằng M chia V ha. Vậy có khối lượng chưa? M là khối lượng, V là thể tích. Khối lượng là 65U nè các em. Thể tích, vậy thể tích của kẽm thì người ta cho thể tích hình cầu, các em nhìn thấy không ha? Có bán kính nè, vậy bán kính của kẽm các em thế vô đây thì các em sẽ được tính được thể tích hình cầu. Có thể tích, có khối lượng, các em sẽ tính được khối lượng riêng. Vậy bây giờ đơn vị của khối lượng riêng các em phải nhớ nè, gam trên cm khối. Gam trên cm khối thì ở đây bán kính các em phải đổi sang cm khối nè. Và khối lượng các em phải đổi ra gam ha, khối lượng cũng phải đổi ra gam. Vậy thì bây giờ mình tiến hành giải bài này ha. Đầu tiên vào thì các em đổi đơn vị trước đã. Bài số 5 trang 9. Các em đổi đơn vị. Về bán kính nè, bán kính là 1,35 nhân 10 mũ trừ 1 nanomet. Các em sẽ đổi sang cm ha. Mà muốn đổi sang cm thì các em phải nhớ 1 nanomet thì bằng 10 mũ trừ 9 mét ha. 1 nanomet nè thì bằng 10 mũ trừ 9 mét. Vậy bằng bao nhiêu cm? Sẽ bằng 10 mũ trừ 7 cm. Vậy cái bán kính này khi các em đổi sang cm thì các em nhân 10 mũ trừ 7 vào thì đáp án sẽ là 1,35 nhân 10 mũ trừ 8 cm. Được chưa? Ha. Tiếp tục các em phải đổi 1U. Như hồi nãy các em đã học 1U là 1,6605 nhân 10 mũ trừ 27 kg đúng không? Thì các em phải đổi ra gam là 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đi tính thể tích ha, thể tích của kẽm. Các em đi tính thể tích của kẽm. V bằng 4/3 pi nhân R mũ 3. 4/3 pi. R thì ở trên đây các em đã đổi rồi, 1,35 nhân 10 mũ trừ 8 tất cả mũ 3. Bấm máy, các em sẽ ra được là 10,3 nhân 10 mũ trừ 24 và đơn vị là cm khối. Được chưa? Vậy có thể tích rồi và khối lượng là 65U thì bây giờ cô sẽ đi tính khối lượng riêng của kẽm. D kẽm, D sẽ bằng M chia cho V. M 65U thì cô sẽ lấy 65 nhân cho 1U là 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24. Cô chia cho thể tích của kẽm là 10,3 nhân 10 mũ trừ 24. Các em bấm máy ra đáp án thì đáp án sẽ là 10,48 gram trên cm khối. Lưu ý nếu bài này các em không đổi đơn vị thì đáp án sẽ sai ha. Rồi, sau khi các em đã tính được khối lượng riêng của kẽm thì câu B, thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính R bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 nanomet. Hãy tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. Vậy bây giờ cái hạt nhân người ta cho cái bán kính là 2 nhân 10 mũ trừ 6 nanomet mà tính khối lượng riêng thì cũng tính D. Vậy bây giờ R này các em phải đổi đơn vị từ nanomet sang cm ha. Vậy câu B. Câu B, R bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 nanomet thì các em sẽ đổi là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 13 cm. Tại vì hồi nãy là 1 nanomet là bằng 10 mũ trừ 7 cm. Được chưa? Ha. Đó. Và tiếp theo thì các em phải tính được thể tích ha, thể tích kẽm. 4/3 pi R mũ 3. 4/3 pi nhân cho 2 nhân 10 mũ trừ 13 tất cả mũ 3. Và thể tích sẽ ra là 33,49 nhân 10 mũ trừ 39 cm khối. Sau đó các em sẽ đi tính D. Vậy D của hạt nhân kẽm á các em. D sẽ bằng M chia cho V. M là 65. 65U á thì các em sẽ lấy là 65 nhân cho 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 và các em chia cho thể tích
thể tích ở trên là 33,49 nhân 10 mũ trừ 39. Rồi, các em bấm máy ra đáp án sẽ là 3,22 nhân 10 mũ 15 gram trên cm khối. Rồi, được chưa các em? Thì bài này hơi rắc rối đối với những bạn nào mà các em không đổi được đơn vị thì các em sẽ thấy bài này vô cùng rắc rối. Còn những bạn nào mà mình đã đổi đơn vị được rồi thì mình thấy bài này vô cùng dễ dàng. Nhất là ngay chỗ nanomet này các em. 1 nanomet bằng 10 mũ trừ 9 mét thì bằng 10 mũ trừ 7 cm ha. 1 U bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 27 kg thì sẽ là ở đây đổi thành 10 mũ trừ 24 gram. Được chưa? Và công thức tính khối lượng riêng là D bằng M chia V, các em cần nhớ ha. Vậy cô đã hướng dẫn qua 3 dạng bài tập, là 2 dạng bài tập tính tổng số hạt và 1 dạng bài tập tính kích thước ha. Vậy bài này nếu các em có thắc mắc gì thì các em hãy comment bên dưới, cô sẽ trả lời ha. Còn lại thì qua bài số 2 cô sẽ cho ra vào video lần sau ha. Cô xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em nha.